Anh em nhá, trên tay tôi hôm nay đang có hai cái giấy, một cái giấy của Doji, một cái giấy của VGC, là hai cái sản phẩm mà hai cái giấy giám định của cái nhẫn Sapphire xanh Hero này. Và sản phẩm này có nguồn gốc từ Sri Lanka, tôi làm cho anh khách hàng của tôi, anh khách hàng của tôi là anh Ngọc ở Bắc Ninh. Thì anh Ngọc nhờ tôi hỗ trợ anh ấy một cái nhẫn đá Sapphire Hoàng gia. Trước anh Ngọc thì có thời gian là anh ở bên bên Nga, và anh cũng đã tìm hiểu về cái loại đá này cũng được vài năm rồi. Và nhưng mà tại thời điểm bên Nga thì giá trị cái hàng bên đấy nó cũng rất là cao, nó cũng lên đến tầm khoảng 10 đến 20 ngàn đô một viên. Thì sau đó thì anh về Việt Nam thì anh đã nhờ tôi hỗ trợ, thì đây tôi đã tìm cho anh một viên đá này, nó cỡ tầm khoảng khoảng chưa đến 10 ngàn, khoảng 8 ngàn đô. Và tổng chi phí cho toàn bộ sản phẩm này trong về tiếng Việt nó rơi vào tầm khoảng 220 triệu, 222 triệu cỡ đó. Rồi nha, chúng ta hãy cùng theo dõi sản phẩm này nhá. Ở đây thì tôi theo như bản vẽ tôi thấy thì sẽ có dùng sử dụng rất nhiều kim cương. Và đây thì đâu đó khoảng 60 viên, thì đây chúng ta cùng theo dõi chi tiết sản phẩm này nhá. Đây là cái giám định của cái nhẫn Sapphire tự nhiên sau khi kết kim nhá. Còn đây là giám định của viên đá này. Chúng ta có viên đá 3,81 carat vào kích thước là 10,25 x 7,25 mm, màu lam trong suốt. Rồi tôi sẽ cất cái giấy giám định này đi, mà chúng ta hãy về với cái sản phẩm thật. Thì đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi sử dụng kim cương tự nhiên, có những chủng loại như 2 ly, 1,5, 1,2 và 1,8 để làm nên sản phẩm này. Thì đây là sản phẩm của chúng ta, thì trên cái bề mặt của chúng ta sẽ thấy là số lượng kim nhiều nhất, đó là kim 1 ly rưỡi. Và chúng ta sẽ có 52 viên. Thế còn toàn bộ cái hệ thống kim cương mà dọc theo cái nhẫn này thì chúng ta sẽ được sử dụng bằng cách là nó sẽ xem một giải mưa anh chị nhé. Giải mưa nó sẽ thay đổi theo chiều cao của cái cốt đá. Thế còn mặt bên này thì cũng sẽ có kim cương. Thì hôm trước thì tôi đã vẽ cho anh cũng khá là nhiều cái bản thiết kế. Đấy, rất nhiều bản thiết kế. Thì sau khi đó chúng ta sử dụng cái thiết kế này. Tôi sẽ tăng thêm ánh sáng để cho cái sản phẩm này nó sẽ được nét hơn một chút nha anh chị nhìn nhá. Thì với những cái chi tiết sản phẩm như này ấy, thì đây là một trong những cái viên đá mà theo trật tự sắp xếp như này thì chúng ta sẽ có những cái mặt đá nó sẽ thay đổi theo yêu cầu cá nhân khách hàng. Ví dụ nếu mà chúng ta cần cái mặt lớn hơn ở những anh tay nó lớn đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng cái đá con lên anh chị nhá. Thế còn ngoài ra với những cái loại đá này thì chúng ta sẽ có nhiều những viên đá khác nó tương tự. Ví dụ đây là một cái viên sẽ nhạt hơn này. Thì với những viên đá như này thì giá trị nó sẽ nhỏ hơn cái viên đá chúng ta đang xem. Vì đây là cái màu khá đậm và màu rất là sáng. Đấy. Bình thường thì trong đây chúng ta vẫn có logo chữ Phúc và Tahi Game. Và vàng chúng ta sử dụng là vàng 18K750. Chúng ta đã có một cái sản phẩm đẹp như thế này. Và đây thì số lượng đá kim cương như sau. Chúng ta sẽ có số lượng lớn nhất là 1 ly rưỡi, chúng ta sẽ có 52 viên này, chúng ta sẽ có 2 viên 2 ly. 2 viên 2 ly chính là hai cái viên ở trên cái đỉnh của cái sọc chữ nhật này nha anh chị nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ có hàng 1 ly 8 và 1 ly 2 thì cũng là hai viên, thì chứng tỏ là những cái viên đá ở dưới này nó sẽ chạy từ 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 1 ly 8 và 2 ly là cái dọc ở dưới anh chị nhá. Đó, thì đây những cái thông tin thêm cho anh chị về những cái sản phẩm này. Và tôi sẽ lên đường tôi giao hàng cho anh Ngọc trong buổi sáng hôm nay nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo của bên Vàng Tay Phạm. Xin chào và tạm biệt anh chị.